Hôm nay anh em Lão Xanh ra một đơn hàng rất đặc biệt, bộ loa Isofon IP9930 Pro cho anh Phúc ở thành phố Thanh Hóa. Mặc dù anh Phúc di chuyển rất khó khăn, nhưng anh vẫn đi quãng đường rất xa để đón anh em Loa Cỏ Xanh về nhà. Anh Phúc thực sự rất nhiệt tình. Anh, em chào anh. Vâng. Em chào anh. Ôi, anh nhiệt tình quá, ra tận nơi đón anh em. Em gắn cái mic anh em mình giao lưu tí cho vui. À, ok em. Vâng ạ. May quá có cơ hội phục vụ anh hôm nay. Em lùi thẳng lại đây, vào đây cho gần này. À vâng. Đầu hắn vào đây. Vâng, đây anh em người nhà anh cả mà. Dạ vâng ạ. Lộc ơi, ra bên với chú con. Một mình có biết được cả cái loa này không? Tốt thì chắc lắm. Mãi. Đem mặt vào đây và cắt em này. Vâng ạ. Con xuống bếp con lấy cái kéo. Đấy, cho đặt đầu đường đất thôi chú. Đặt đầu đường đất. Về lấy cái xuống bếp lấy cái kéo trắng này cho chú cắt cho dễ. Anh trước anh mua bộ của Toàn Phát đấy chứ. Vâng. Thế là về... Anh đi bán rồi à? Ờ, con cháu mới bán hôm qua đấy. Cháu bảo để lại cho hắn thì anh bảo là vì nhà anh đồ gỗ này cho nên để cái này vào nó. Em cũng đoán thế vì anh mua mà không thấy đâu thì đoán là chắc là bán rồi. Ờ, thì đó. Cái kia là để cái bộ giản của nó lên cái chỗ bó hoa đấy. Vâng. Nhìn qua qua thì em thấy là cái bộ loa này là rất hợp với cái nốt thất nhà mình đấy. Vì là về cơ bản thế là một để lên và tí nữa kê lên mà không đó là vàng. Vàng. Anh đang hỏi vì anh đo rồi, em nói là của nó là rộng 46 đúng không? Đúng rồi, ngang là 46. 46 cho nên là anh thấy nó hai bên nó đang hụt một chút thì đảm bảo ông nước nắng, ông làm thường bọc làm cho hai. Thế là hiện tại đang thiếu một tí hả anh? Thiếu một tí rồi, lại không tí là lấy cái gạch kê lên. Vẫn kê được đúng không? Kê được. Vâng. Okay. Thế hôm qua điện cái Luân lên bảo, mai em giao cho anh nhá. Bảo chứ mình đâu, bảo em là Luân đây. Mình sớm nay vừa thấy nói chuyện trên TV. Vừa thấy nói chuyện trên TV sao? Thực ra thì khi mà anh gọi cho Loa Cỏ Xanh thì Minh hay Luân hay ai ra được cũng thế. À ai ra không quan trọng chi. Cũng vẫn là loa đấy thôi. Vâng. Thì mày thấy bảo là về Thanh Hóa nhiều rồi, Hoàng Hóa quá nhiều. Ôi đợt này Thanh Hóa giao nhiều lắm anh ạ. Hoàng Hóa liên tục luôn. Hoàng Hóa hay Cẩm Thủy. Mấy hôm nữa lại đi Thạch Thành đấy. À Thạch Thành, Thạch Thành. Khách lên đơn rồi nhưng mà chưa chốt ngày thì vì là khách đang ở xa chưa ở nhà. Đấy, lên Thạch Thành. Đấy, đợi chốt ngày một cái là lại về Thạch Thành đấy. Nếu không đây Thạch Thành vẫn mất 40 cây. Vâng, ngay gần đây mà. Đi qua Thạch Thành mà đến đây. Cắt mẹ ra đây, để nó cắt thì xong rồi cho dựng vào trong góc. Đúng rồi, cứ để đây trong một tí nữa mình rạch ra xong rồi mình bê bla cho nó gọn. Rồi ok. Rồi, nốt cái âm ly nữa là xong. Cái này bé nhưng mà nặng phết. Ủa cái bộ hôm qua anh bán bộ hôm qua mới nặng. Bộ hôm qua 5 thớt rồi mà. Nặng lắm. Để đất đấy, đưa để đất đấy. Giá như mà anh đóng kệ sau khi mua loa thì đẹp hơn. Nhưng mà nói chung là phải có những cái mình phải sai lầm một tí thì mình làm lại anh nhỉ. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ mà mình phải cứ đúng luôn thì làm sao anh em gặp nhau được. Đúng rồi. Mỗi ngày nó mới đổi. Đúng rồi. Đúng rồi, mỗi ngày thì nó lại thêm những cái sản phẩm mới, nâng cấp mới. Tôi cho khách hàng của em có những người ta lỡ mua những cái bộ 91092 không. Đúng rồi. Nhưng mà ra bộ này thì nhiều người tiếc nhưng mà nhiều người bảo là thôi cũng hợp lý thôi. Đó, tại vì mua sớm thì được dùng sớm. Mua sớm được hưởng thụ sớm. Chính xác. Cho mình cảm thấy hài lòng ưng ý là ok rồi. Quan trọng là mày thích. Đúng rồi. Anh Phúc theo dõi kênh Loa Cỏ Xanh của chúng em được lâu chưa? Lâu lắm. Trước anh cũng mua loa kéo nhưng mà loa kéo ở trong miền Nam họ gửi ra ấy. Vâng. Sau là có thằng em nó lại thích cho lại cái loa mà có 2 bát 50 ở trên mới có 2 loa cây trên nữa. Vâng. Bộ nhưng mà nó là súng điện chứ không phải là không phải điện cho nên là loa kéo điện. Ừ. Vâng. Đây cho hộ chú một tay đây. Một tay để trên này đây đỡ, một tay ở đằng sau đây, dưới đây. Đấy, nhấc hẳn lên nhá. Chắc tay nhá. Bọn em đi từ đó về đây có mưa không? À, nó có chỗ mưa tí anh ạ. Gần về dưới thành phố thì bị mưa một tí thôi nhưng mà mưa nhỏ lắm. À, đây. Và đây thì không mưa tí nào. Bình thường là cả em anh Luân đi đấy nhưng mà hôm nay anh Luân lại đi ra mấy đơn kia nên là có mình em đi thôi. À, rồi. Anh Luân bây giờ đang ở Nam Thái Bình. Thái Bình nhỉ? Thái Bình cũng giao cái bộ 9930 này. Bộ này rồi đấy đi liên tục anh ạ. À. Giao về Thanh Hóa rồi Hải Dương rồi Bắc Giang nhiều lắm. Anh nhìn thực tế có cảm thấy nó to hơn là trên mạng không anh? Hay là anh tưởng tượng nó đúng như là thực tế? Thế bảo 46 là anh biết là to. Đúng rồi, 46, ngang 46. 46 vừa bằng cái kích cỡ loa vừa rồi anh vừa mới bán xong. Sâu là 36. À là vừa rồi anh bán cũng 46 à? Cái GX 715 ấy, to đúng bằng này luôn. À, thế là bắt 40. Bắt 40 đấy. 715 là bắt đôi, bắt đơn hay bắt đôi nhỉ? Bắt đơn, bắt đơn 40. Ừ. 725 thì là bắt... Chết 750 đó. Ủa, loại đấy thì gấu lắm, loại đấy thì quánh trong nhà tức cực kìa. Âm làng ầm xóm. Vâng. Nhà anh ấy nó vọng. Thực ra là loa karaoke gia đình ấy, thì mình không cần phải to quá mà quan trọng là mình nghe mình cảm thấy nó hay, tiếng nó trong trẻo bát nó êm nó mềm. Cái này không cần súp nữa đâu em nhỉ? Không cần đâu anh ạ. Nói chung là nó tùy nhu cầu của mỗi người nhưng mà đối với tai chúng em thì cảm thấy là nó đủ rồi đấy. À. Vâng. Tại vì trong nhà mà nhồi bát nó đánh nó ủ lắm, nó khó chịu.
chó nó là chó à, hóa ra là anh có sự tính toán hết rồi, sinh ra dành cho nhau hết rồi. À, sinh ra dành cho nhau hết rồi, mọi thứ đã có tính toán, lên hình thành hình rồi đấy. Rồi thành hình rồi, đây để tháo cái căng ra để cho nó thành hình hơn nữa. Cái này phải lắp cái căng, không ở đây bụi lắm, ở đây bụi lắm. Thỉnh thoảng mình tháo là mình nghịch thôi anh ạ, chứ còn bình thường là mình cứ đóng vào. Đóng là bụi lắm. Nhưng mà tháo ra để xem cái vân của nó, với thứ hai là nhìn nó sẽ trông nó đúng nguyên bản theo nhà thiết kế là người ta sẽ để tháo cái căng. À. Còn đây căng chủ yếu để tránh bụi thôi. Tháo ra nhìn nó sẽ đúng kiểu. Thế là anh mới hỏi là đặt vào chỗ này nó mới hợp lý được. Vâng. Nhìn hai quả loa kia nó to. Không gian nhà anh chính là nghe nhạc với hát là rất là hay đấy, vì là nó không rối âm mấy đâu. Cái trần này mình làm bằng cái gỗ này là nó nhiều họa tiết, âm ra là nó tiêu âm tốt, mình không bị vang mấy. Thế còn nếu như trong nhà mà nhiều gia đình mà ít đồ đạc, hoặc là nhà mà cái không có nhiều những cái chỗ mà hút âm tiêu âm ấy, thì là nghe nó vang nó không được hay như này đâu. Nên cả mình cứ nói chuyện là mình gỗ tay này không nghe tiếng vang này thì là ok. Còn hái ổn không em? Anh hát thử anh nhá, để em chọn cho anh hát thử một hai bài. Mà hái ơi, bấm hai hát trước đi. Vì một người ra đi anh nhá. Không, anh không thua. Hai hai hát hay lắm. Tóm lại anh nào cũng phải hát. Hai hát bài đi, thăm thăm. Hát bài đi. Đất nước tôi thon thả hát giòn đàn bầu. Nghe nhiều nỗi đau buồn. Ba lần tiến con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nôi, sáng trăng bão giông, chiều ngắn nắng. Thay lời chia ly không người ra đi.
gì. Thành này khách tập rồi này. Thì cảm ơn anh đã tin tưởng chúng em để chúng em có cơ hội giao loa về phục vụ cho mình, cũng là cầu nối để giao với nhiều khách hàng khác ở Thanh Hóa. Cảm ơn anh. Trong sao nhiều khách hàng được biết để họ đã sử dụng. Tại vì là cũng xa xôi mà anh, cũng hơn 100 km cũng xa xôi. Thì là có nhiều khách hàng mua thì nhiều người lại càng tin tưởng chúng đúng em. Đấy, hoặc là gần đây có những người mà muốn qua anh trải nghiệm sản phẩm thì anh cho phép là chúng em giới thiệu để mọi người qua trải nghiệm. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Giới thiệu cho bọn em chẳng hạn như thế. Đúng rồi, bởi vì trong nghe một thấy nên là cũng rất nhiều người muốn đến trải nghiệm xa quá không đến cửa hàng. Vâng ạ. Vậy cảm ơn anh nhé. Ok. Vâng, chúc anh sức khỏe. Vâng ạ.